Các bác. Đấy, tưởng sáng nay trời nó nắng rồi mà bây giờ nó lại dông mưa các bạn, gió to quá. Đấy, nó có vẻ hơi ồn ở cái chân tôm một chút nên các bác thông cảm nhá. Hôm nay thì em lên cho các bác một cặp loa này, cặp này về cho các bác làm thích làm chung hay làm tép thì nó là hàng tuyệt vời. Đấy, cặp này rất là hiếm có luôn. Đây, các bác nhá. Đấy. À, con này em nhớ không nhầm thì ngày xưa em nhập về phải rất là đắt luôn những cái dòng này. Cực kỳ đắt luôn đấy, nhưng mà đợt này thì em chắc là nó để trong cái thùng xốp cho là cũng quên đi. Đấy thì hôm nay mới bỏ cái đống cái đống cái căng dạ thế nó ở bên dưới. Đấy thì không biết là ai để, chắc là kiểu quên mấy cái anh ở trên để đồ chắc để quên ở đấy. Em bỏ ra em quay luôn cho các bác này. Đấy, những cái dòng này trước em nhớ về mấy cặp mà các bác tranh nhau lấy luôn, đặt kích khủng khiếp luôn nhưng mà không có hàng. Đấy. Thế là vừa hay kiểu dọn em vào tìm cây căng cho cái cặp loa thì thấy là bên dưới thì em bỏ tiện em bỏ quay luôn cho các bác. Con này thì nó là rất là xịn các bác nhá. Cái dòng này thì nó là thùng kín nhá. Thông thường thì với một con tép khác hoặc là một con chung khác hay một con bát gì đó thì các bác sẽ thấy nó sẽ có cái kiềng đúng không ạ? Nó sẽ có những cái kiềng và nó sẽ hở, nhưng con này nó là kiểu dạng thùng kín. Đấy. Nó kiểu như thành một cái mạch liền luôn. Đấy, nhìn rất là chất lượng luôn. Đấy. Tiếng nghe rất là phê. Đây. Vâng. Cặp này thì giá chỉ có bao nhiêu ạ? Vâng, có 250.000 một chiếc thôi. Đấy, 250.000 một chiếc các bác nhá. Đây. Đó, thùng kín luôn. Rất là xịn. Những cái dòng này thì các bác có thể là ít nhìn thấy đúng không ạ? Bởi vì dòng này thì nó cũng không có để mà xem, không có để mà quay máy đâu. Đấy, hiện tại thì em còn sót một cặp thì em quay lốt cho các bác thôi. Tiếng rất là phê luôn các bác nhá. Đấy, bây giờ em sẽ mở nhạc các bác nghe thử luôn này. Đây là em đang test trực tiếp cho em không qua phân tần này qua tụ để em mở vừa phải nhá. Đấy, còn các bác mà về đầu nối thì mình có thể là đầu nối thêm qua các phụ kiện phân tần hoặc là tụ thì nó sẽ còn chất lượng hơn nữa, nhạc còn hay hơn nữa. Mưa ổn quá các bạn, nhà em là bắn máy tôn nó ổn lắm. Trao cho em, ai đã nói sẽ yêu em đậm sâu. Rồi một ngày em cũng biết, mãi mãi chỉ là lời gian dối. Chỉ một lời trên môi anh thôi, người ơi, em vui rồi. Thế nhưng em nhận lại gì đây hỡi anh, hay câu chia ly? Đời em đâu mong trái tim em được yêu. Chỉ một lần được mãi ở bên người, dù đời cay đắng. Trả lời em đi, sao anh lặng im, im như vậy? Anh cứ nói câu chờ anh nhé em, đến bao giờ? Phút đắm đuối ánh mắt anh, em biết sẽ đau, đau một đời. Chỉ ước anh có thể ở bên, sẽ tới bên em gạt đi nước mắt. Hạnh phúc mong manh đến thế sao, em vẫn cứ đi tìm một đời. Liệu sao
tất cả những bão giông, anh có quay về cùng em muôn kiếp. Người ơi anh biết chăng, người hỡi đâu biết rằng, loài hoa ấy vỡ tan vì thiếu anh. Này anh ơi biết chăng, người hỡi đâu biết rằng, chờ ngày anh đến bên hoa cũng tàn. Vừa rồi thì em test một bản nhạc của Phương Thảo để các bạn nghe thử nhá. Trời Lầm rất là hay, rất là tuyệt vời, tiếng ra rất là sáng. Vâng, kích thước của con này thì đường kính của nó sẽ là 13 các bạn nhá. Đường kính sẽ là 13 này. Đấy. Tâm mốc của nó nhá. Tâm mốc của nó thì ở đây là em sẽ đo được là 11.5 này. À đâu? Nó là khoảng 12. Tâm mốc này là khoảng 12 nhá. Đấy, đây là tâm mốc chéo. Đấy, còn tâm mốc vuông của nó sẽ đạt khoảng 8. Vâng, giá chỉ có 250.000 một chiếc thôi các bạn. Vâng, 250.000 một chiếc, tức là 500.000 một cặp này. Quá rẻ. Quá rẻ cho một cặp tép, cặp loa vừa làm tép vừa làm chung ok như thế này. Hàng cực xịn luôn. Đấy. Thế bác nào mà thích độ làm tép cũng được mà độ làm chung cũng được. Đấy, thì cứ alo trực tiếp cho em qua cái số 0966 594581 hoặc số 0979 891682. Hoặc có thể qua trực tiếp cửa hàng em, qua địa chỉ số 57 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhá. Nhà em cách bến xe Mỹ Đình chỉ khoảng mấy trăm mét thôi. Đấy. Mưa gió này các bác ngại thì có thể nào cứ alo cho em để em gửi hàng đến tận nhà nhá. Vâng. Em xin chào các bác.